Chào anh em nhé. Em bán và gửi đôi chim cho anh Tuấn ở bến xe Hải Tân Hải Dương này. Đôi Thái Lan đấy nhé, một bông với một có ít đốm, được mấy đốm hoa. Chim chuẩn đôi nhá, đánh dấu dây rút nhỉ, dây rút đen này, dây rút đen. Anh Tuấn ở bến xe Hải Tân Hải Dương, một đôi Thái bón. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 2020 dương lịch. Rồi em đi đợi xe gửi cho anh đây.